Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục làm phần skills của bài tập review các em nhé. Reading bài đọc 1. Choose A, B or C for each blank in the email below. Chọn đáp án A, B hoặc C cho mỗi chỗ trống ở trong bức thư điện tử dưới đây. From an fastmail.com to nick.fastmail.com. Subject: my best friend. Tiêu đề: người bạn thân của mình. Hi Nick. Chào Nick. It's great to hear from you. Thật tuyệt được nghe tin tức từ bạn. I want to tell you about my best friend. Mình muốn kể cho bạn nghe về người bạn thân của mình. My grandma is my best friend. Bà ngoại của mình là bạn thân của mình. She is 68 years old. Bà cháu 18 tuổi. She with our family. Chúng ta chọn từ để điền vào chỗ trống số 1. Chúng ta có 3 từ: Liz, Worth, Girls. Bà 68 tuổi. Bà sống với gia đình của chúng mình. Chúng ta chọn vào đáp án A, Liz. She was a math teacher. Bà là một giáo viên. Bà đã là một giáo viên dạy môn toán. A secondary school, một trường trung học cơ sở. Bà đã là một giáo viên toán ở một trường trung học cơ sở. Chúng ta chọn giới từ at. She likes up early and watering the flowers in our garden. Bà thích. Chúng ta có 3 từ để chọn: going, staying và getting. Bà thích thức dậy sớm. Chúng ta chọn đáp án C, getting up. Bà thích thức dậy sớm và tưới nước cho hoa trong khu vườn của chúng mình. She usually helps with my homework. Bà thường giúp một ai đó với bài tập về nhà. Giúp tôi, giúp mình. Chúng ta có 3 từ I. I là chủ ngữ nên chúng ta không chọn. Và my là tính từ sở hữu, chúng ta cũng không chọn. Ở đây chúng ta cần một tân ngữ. Chúng ta chọn me. Bà cũng thường giúp mình làm bài tập về nhà. In the evening, vào buổi tối, she tells me interesting stories. Bà kể cho mình nghe những câu chuyện thú vị. She also listens me when I'm sad. Bà cũng lắng nghe mình khi mình buồn. Bà cũng lắng nghe mình. Listen with to for. Chúng ta chọn to các em nhé. I love my grandma very much. Mình yêu bà mình rất nhiều. What about you? Còn bạn thì sao? Who's your best friend? Ai là bạn thân của bạn? Bye bye, An. Chào bạn nhé, An. Chúng ta làm bài tập số 2 các em nhé. Read the test and answer the questions. Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi. My school, trường của tôi. My new school is in a quiet place, not far from the city center. Trường của tôi ở một nơi yên tĩnh, không xa trung tâm thành phố. It has 3 buildings and a large yard. Nó có 3 tòa nhà và một cái sân lớn. This year there are 26 classes with more than 1,000 students at my school. Năm nay có 26 lớp học với hơn 1,000 học sinh ở trường của mình. Most students are hardworking and kind. Hầu hết các học sinh thì chăm học và tốt bụng. The school has about 40 teachers. Trường học có khoảng 40 giáo viên. They are all helpful and friendly. Các thầy cô giáo đều hay giúp đỡ và thân thiện. My school has different clubs. Trường của mình có những câu lạc bộ khác nhau: dance, English, art, football and basketball. Khiêu vũ, tiếng Anh, mỹ thuật, bóng đá và bóng rổ. I like English. Mình thích môn tiếng Anh. So I am in the English club. Nên mình ở trong câu lạc bộ tiếng Anh. I love my school. Mình yêu trường của mình. Because it is a good school. Bởi vì nó là một ngôi trường tốt. Chúng ta trả lời các câu hỏi các em nhé. Câu 1. Where is the writer's new school? Ngôi trường mới của người viết ở đâu? It is in a quiet place, not far from the city center.
Nó ở một nơi yên tĩnh, không xa trung tâm thành phố. Câu 2. What are the students like? Các bạn học sinh thì như thế nào? Hầu hết họ chăm học và tốt bụng. Most of them are hardworking and kind. Câu số 3. What are the teachers like? Những giáo viên thì như thế nào? Trả lời. Tất cả các thầy cô giáo đều hay giúp đỡ và thân thiện. They are all helpful and friendly. Câu 4. How many clubs are there in the school? Có mấy câu lạc bộ ở trong trường? There are 5 clubs in the school. Có 5 câu lạc bộ ở trong trường. Đó là các câu lạc bộ Dance, English, Arts, Football and Basketball. Khiêu vũ, tiếng Anh, mỹ thuật, đá bóng và bóng rổ. Câu 5. Why does the writer love the school? Vì sao người viết yêu ngôi trường? Bởi vì nó là một ngôi trường tốt. Because it is a good school. Chúng ta qua phần luyện nói, speaking. 3. Interview 2 of your classmates. Phỏng vấn 2 người bạn học cùng lớp của em about what they like and dislike about your school. Về những gì họ thích và không thích về ngôi trường của em. Report their answers. Rồi tường thuật lại câu trả lời của họ. Classmate A, bạn học cùng lớp A. Classmate B, bạn học cùng lớp B. What he, she likes, reasons. Cậu ấy, cô ấy thích cái gì và lý do vì sao? What he, she dislikes and reason. Cậu ấy và cô ấy không thích cái gì và lý do vì sao? Đây là một số gợi ý cho các em nhé. Về phần thích, có thể là vì ngôi trường lớn và hiện đại. The school is big, modern. Các thầy cô giáo thân thiện. The teachers are friendly. Và các bạn học sinh thì tốt bụng. The students are kind. Lý do mà bạn không thích có thể vì ngôi trường cũ, nhỏ và xa trung tâm thành phố. The school is old, small, far from the city center. Tiếp theo là phần luyện nghe, listening. Bài tập số 4. An and Mi are talking on the phone. Bạn An và bạn Mi đang nói chuyện trong điện thoại. Listen and fill each blank. Lắng nghe và điền vào mỗi chỗ trống. With one word, bằng một từ. Chúng ta xem trước các câu này nhé. 1. Everybody is at. Mọi người thì đang ở. 2. Mi's mother is watering the in the garden. Mẹ của bạn Mi đang tưới nước cho trong khu vườn. Câu 3. Mi's father is in the room. Chúng ta lắng nghe. Ba của bạn Mi đang ở trong phòng nào nhé. Câu 4. Her younger brother is in her bedroom. Em trai của bạn ấy đang trong phòng của bạn ấy. Chúng ta nghe. Là em trai của bạn ấy đang chơi hay đang ngủ hay đang ăn. Câu số 5. Vi is watching. Bạn Vi đang xem. Chúng ta lắng nghe bạn Vi đang xem cái gì nhé. Cô mời các em cùng lắng nghe một lần rồi chúng ta cùng giải nhé. Review 1. Units 1, 2, 3. Page 37. Skills. Listening. Activity 4. An and Mi are talking on the phone. Listen and fill each blank with one word. Why is it so quiet, Mi? Are you home alone? No. Everybody is here, but they are in different rooms. Where's your mum? Is she cooking in the kitchen? No. She's watering the plants in the garden. And where's your dad? He's in the living room. What's he doing? He's listening to the radio. What about your younger brother? Is he with your mum? No, he's sleeping in my bedroom. My cousin V is here too. What's she doing? She's watching TV. Chúng ta cùng giải bài tập này các em nhé. Why is it so quiet, Mi? Are you home alone? Why is it so quiet, Mi? Are you home alone? Sao yên tĩnh vậy bạn Mi? Bạn đang ở nhà một mình à? No, everybody is here. No, everybody is here.
Không, mọi người đều ở đây. But they are in different rooms. But they are in different rooms. Nhưng họ ở những phòng khác nhau. Bạn My trả lời mọi người đang ở đây, tức là đang ở nhà đó các em. Chúng ta điền vào home. Where's your mom? Is she cooking in the kitchen? Where's your mom? Mẹ bạn đâu? Is she cooking in the kitchen? Bà ấy đang nấu ăn trong bếp à? No, she's watering the plants in the garden. No, she's watering the plants in the garden. Không, bà ấy đang tưới cho cây ở trong vườn. Chúng ta điền vào đây, plants. And where's your dad? And where's your dad? Và bố của bạn đâu? He's in the living room. He's in the living room. Chúng ta điền vào đây, living. What's he doing? He's listening to the radio. He's listening to the radio. Ông ấy đang làm gì? Ông ấy đang nghe radio. What about your younger brother? What about your younger brother? Còn em trai của bạn thì sao? Is he with your mom? Is he with your mom? Em ấy đang ở với mẹ của bạn à? No, he's sleeping in my bedroom. No, he's sleeping in my bedroom. Không, em ấy đang ngủ trong phòng của mình. My cousin V is here too. My cousin V is here too. V, em họ của mình cũng ở đây. What's she doing? What's she doing? Em ấy đang làm gì? She's watching TV. She's watching TV. Câu số 4, em trai của bạn V đang ngủ. Sleeping. Và câu số 5, bạn V, em V đang xem TV. Chúng ta kiểm tra nhé. Phần writing, phần viết. Fine, write an email of about 50 words to your friend. Em hãy viết một bức thư điện tử khoảng 50 từ cho bạn của em. Tell him her about a family member. Và kể cho cậu ấy, cô ấy nghe về một thành viên trong gia đình của em. Use these questions as cues. Hãy sử dụng những câu hỏi gợi ý dưới đây. 1. Who is the person? Người đó là ai? 2. How old is he, she? Người đó bao nhiêu tuổi? 3. What does he, she look like? Là người đó trông như thế nào? 4. What is he, she like? Là người đó về tính cách như thế nào? Đây là bài viết mẫu của cô để các em có thể tham khảo nhé. Hi, thank for your email. Xin chào, cảm ơn bức thư điện tử của bạn. Now I'll tell you about my mother. Bây giờ mình sẽ kể cho bạn nghe về mẹ của mình. My mother is a nurse in a hospital. Mẹ của mình là một y tá trong một bệnh viện. She is 46 years old. Bà 46 tuổi. She is slim, with long black hair and bright eyes. Bà mảnh mai, có tóc đen dài và mắt sáng. My mother is very hardworking and caring. Mẹ của mình rất chăm chỉ và chu đáo. She likes reading books. Bà thích đọc sách. And she can cook very well. Và bà có thể nấu ăn rất giỏi. At the weekend, vào cuối tuần, she often takes me to the bookstore. Bà thường đưa mình đến hiệu sách to find and buy some new books, để tìm và mua một ít sách mới. I love my mother so much. Mình yêu mẹ mình rất nhiều. She's more than a mother. Bà hơn cả một người mẹ. She is my best friend. Bà là người bạn thân của mình. Write to me soon. Bạn hãy viết cho mình sớm nhé. And tell me about a member in your family. Và kể cho mình nghe về một thành viên trong gia đình. Best. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất. Các em ơi, chúng ta đã kết thúc bài ôn tập Review 1. Hẹn gặp lại các em ở Unit 4 nhé. Thân ái chào các em.